Sau đây là chín bước giúp chúng ta có thể vận chuyển chó hoặc là mèo từ Việt Nam sang Mỹ. Ok thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ gắn microchip và tiêm ngừa vắc xin dạy. Thì việc gắn microchip và tiêm tiêm vắc xin dạy sẽ được thực hiện trong vòng cùng một ngày. Đó. Vì Việt Nam là chúng ta nằm trong một cái list danh sách những cái nước mà à, có nguy cơ nguy cơ bệnh dạy cao thành ra là CDC Mỹ yêu cầu là chúng ta cần phải tiêm ngừa dạy cho chó mèo trước khi mà nhập cảnh vào đất nước Mỹ và sau khi mà chúng ta tiêm ngừa vaccine dạy xong thì đợi khoảng tầm 30 mươi ngày đó, sau 30 ngày đó thì bác sĩ thú y sẽ rút mổ máu của con thú của chó hoặc mèo để vết huyết thanh và gửi đi những cái lab mà được approve bởi cdc hoặc là được cả thế giới công nhận thì các cái lab nó có thể là ở thái lan hàn quốc trung quốc hoặc là pháp đức anh quốc À, ở Việt Nam chúng ta cũng có, cũng có thể làm được cái rapid test đấy nhưng à, hiện tại thì chưa được à, thế giới công nhận và um, do cái cái lượng test không nhiều nên thành ra là à, đôi khi mình liên hệ thì bên bên uh, bên uh, bên Việt Nam mình cũng chưa có, có có làm nhiều đó trước đây đã từng lại rồi tiếp theo thì khi mà chúng ta um, gửi cái mẫu mẫu đi nước ngoài thì sẽ đợi đợi trong vòng khoảng tầm nào một tháng uh, hoặc là hai tuần tùy vào cái 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 phòng lab mà chúng ta gửi thì thông thường nó sẽ dao động vào khoảng tầm một tháng đó thì, um, bao gồm cả cái thời gian mà chúng ta đã gửi cái mẫu đấy bay từ việt nam sang tới cái phòng lab bên ngoài sau khi mà chúng ta có được cái kết quả từ phòng lab thì bác sẽ thu À, sẽ cung cấp cho chúng ta một cái tờ giấy là giấy uh, Revise Certificate có nghĩa là giấy chứng nhận tiêm ngừa vaccine dạy thì uh, nó sẽ có mục uh, có chữ ký của bác sĩ thú y là có chứng chỉ hành nghề đó thì chúng ta sẽ lên website của CDC nó sẽ có một cái form và chúng ta sẽ uh, bổ sung các cái giấy này cũng như là chúng ta scan it scan các cái giấy đấy và chúng ta um, uh, tải lên trên cái trang web đó và đồng thời chúng ta cung cấp các cái thông tin à, về chủ nuôi cũng như là tên của con thú cưng à, microchip là để chúng ta xin cái giấy gọi là giấy import permit trên cái trang web đấy thì sau khoảng tầm 2 đến 5 ngày làm việc thì à, CDC người ta sẽ gửi email về à, một cái giấy ừ à, người ta đã approve người ta đã xác nhận là, là cái con thú nhà mình có thể à, đi sang được Mỹ rồi sau khi mà chúng ta có được cái giấy uh, import permit đó thì sao có nghĩa là không nó không phải là cái giấy có nghĩa là, nó là một cái mail và chúng ta tải cái mail đi xuống uh, bổ sung một bộ hồ sơ để mà chúng ta xin giấy sport paper thì thông thường từ cái thời điểm mà chúng ta lấy máu máu đến cái thời điểm mà chúng ta có thể bay được là sẽ 3 tháng đó và uh, để mà xin giấy export paper thì chúng ta cần có giấy uh, có nghĩa là cái giấy vé máy bay, bay. À, chúng ta sẽ book vé máy bay và chúng ta gọi cho bên um, hãng bay là, là chúng ta sẽ mang theo con thú để người ta tính cước phí uh, cho con thú của mình đó, và cái việc của chúng ta là sẽ chuẩn bị lồng chuồng uh, phù hợp với kích thước của thú của chúng ta thì nó có một cái chuẩn, cái chuẩn uh, lồng chuồng trên website chúng ta có thể tìm hiểu đó là con thú về chiều dài, chiều rộng và chiều cao làm sao mà con thú khi mà ở trong cái lồng chuồng đấy nó có thể thoải mái và nó có thể quay qua quay lại đứng lên ngồi xuống không bị vướng không bị giật trội đó thì nó sẽ có trên cái website chúng ta chưa khó tìm hiểu sau khi mà chuẩn bị tất cả các cái giấy tờ thì bác sĩ thú y đó hoặc là agency người ta sẽ làm việc với bác sĩ thú y để uh, làm một cái thủ tục nữa là kiểm tra sức khỏe của con, con thú trước khi bay. Đó thì cái thông cái bước này là sẽ thực hiện vào khoảng thời gian là 7 ngày trước khi bay. Đó thì bác sĩ Y sẽ kiểm tra tổng quan sức khỏe rồi ngừa nội ngoại ký sinh, giống như là ngừa ve, ngừa bỏ chét rồi, rồi uh, nhỏ gáy, Hoặc là làm cho uống thuốc uh, sổ dung và bác sĩ thôi sẽ cung cấp cho bạn các cái giấy ở uh, khám sức khỏe, các cái giấy mà chứng nhận sức khỏe và cái giấy treatment liên quan đến ngừa nội ngoại ký sinh để bổ sung vào bộ hồ sơ mà xin giấy xuất cảnh. Thì cái giấy xuất cảnh này nó sẽ có giá trị trong một khoảng tầm 5 ngày hoặc là 7 ngày. Thông thường là 7 ngày đó. Thì uh, cái giấy này sẽ được um, cung cấp cho chúng ta khi uh, chúng ta nộp hồ sơ đúng không? Thì người ta sẽ cung cấp uh, khoảng tầm 2 hoặc 3 ngày trước khi bay. Đấy. Thì uh, sau khoảng tầm hai đến ba ngày chúng ta lấy cái giấy đó và đợi đến ngày bay là chúng ta bay thôi. thì người ra sân bay chúng ta check in và làm các cái thủ tục để bay và thông thường mọi thứ rất là, là, là dễ dàng ở cái bước này rồi. ok thì chúc các bạn thành công và với những cái chia sẻ của mình thì đôi khi nó 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 sẽ hơi là nhằng à, và nó sẽ có nhiều cái step và nhiều cái, cái 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 bước bên trong đó mà có những cái lưu ý mà chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với cái số zalo ở phía bên dưới mình có để ở dưới cái, cái 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 phần chi tiết nó để mà được tư vấn kỹ hơn thì thông thường mình làm việc ở tại thành phố hồ chí minh à, và làm cho rất nhiều ca đi mỹ thì những cái bước nó cũng không quá phức tạp nếu mà chúng ta thực hiện thường xuyên ok chúc các bạn thành công